Thí nghiệm đầu tiên, chúng ta cần một tờ giấy tập và một ly thủy tinh chứa đầy nước. Bạn cũng có thể sử dụng lon nước ngọt nếu muốn. Tiếp theo, ta tìm một mặt bằng phẳng và láng mịn, trải tờ giấy ra ở phía cạnh bàn, rồi đặt ly nước lên trên. Bây giờ, bạn có thể lấy tờ giấy ra mà không chạm tới ly nước được không? Nếu chúng ta rút tờ giấy ra một cách từ từ, thì rất có thể sẽ làm rơi ly nước. No, God! Tuy nhiên, nếu ta rút thật nhanh tờ giấy, thì ly nước vẫn ở nguyên vị trí ban đầu mà không hề bị đổ. Với cách này, bạn đã hoàn thành được thử thách của mình. Trong trường hợp bạn rút giấy ra từ từ, lực ma sát nghỉ tạo ra giữa đáy ly và giấy sẽ làm ly di chuyển theo và rơi xuống đất. Nhưng khi ta rút giấy một cách đột ngột, lực ma sát tạo ra lúc giấy di chuyển từ đứng yên sang chuyển động nhanh sẽ nhỏ hơn nhiều so với lực quán tính đứng yên của ly. Do đó, ly nước vẫn giữ nguyên vị trí và tờ giấy đã được rút ra một cách dễ dàng. Move the tablecloth from under these dishes without making a mess. How? By yanking the cloth out very fast. Pull slowly and the table setting moves. This will have to be done much more quickly. A metal tube wrapped inside the loose edge of the cloth provides a firm grip for a fast pull. When the cloth is yanked out fast, the dishes barely move.